Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ và Thanh Hóa đang trong đợt mưa lớn. Do mưa lớn thì nhiều khu vực ở miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có nguy cơ sạt lở đất. Trên bản đồ độ ẩm đất tính đến chiều nay cho thấy một số khu vực thuộc Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An hay là Sơn La đều trên 90%, tức là đang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở trên các sườn đồi dốc. Bà con sinh sống ở những khu vực này thì cần phải cảnh giác trong đêm nay và ngày mai. Ngoài nguy cơ về sạt lở đất và lũ quét, thì mực nước trên sông Nậm Bàn đi qua huyện Mai Sơn, Sơn La cũng đang lên. Dự báo mực nước tại trạm Hát Lót sẽ trên mức báo động 2 khoảng là 30cm, đề phòng với ngập úng vùng trụng thấp. Mà dự báo là mưa ở phía Bắc sẽ tiếp tục lớn cho đến thứ 3 của tuần sau. Từ giờ cho đến tối mai thì mưa to nhất sẽ tập trung ở Cao bằng, Bắc Cạn, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Lượng mưa có nơi có thể lên tới trên 120 mm. Nóng nhất trên cả nước trưa mai sẽ là khu vực từ Huế cho đến Nha Trang, nhiệt độ phổ biến là 34 độ. Còn Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa thì sẽ có nắng nóng 35, 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa đang giảm, tuy nhiên là cục bộ vẫn có điểm mưa to để phòng với sạt lở. Còn từ sáng đến trưa thì trời nắng, với nhiệt độ ở Tây Nguyên là từ 27 cho đến 31 độ. Còn Nam Bộ nhiệt độ trưa mai sẽ trong khoảng là 31 cho đến 34 độ. Trên biển huyện đảo Hoàng Sa và phía tây của huyện đảo Trường Sa đều có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9 biển động. Và cuối bản tin là phần dự báo cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai.